Rồi, tại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì sẵn ở nhà còn mấy cặp Vân Hoa thì báo giá cho anh em rồi. Thấy luôn ha, 118. Cặp 500 ha, cặp Vân Hoa đen, cặp Vân Hoa đỏ. Đó, anh em nào lấy thì cặp 500, hai cặp thì em bao ship luôn ha. Còn ra Vân Hoa đỏ kia thì đây. Con màu đậm đó, 250 ha, không bao trống máy nha. 119. Đó. Vân hoa đen, vân hoa đỏ ha. Một cặp nhưng mà cha là vân hoa đen, con mẹ vân hoa đỏ ha. Đâm ra là đấy thì cặp này thì cũng 500 ha. Rồi. 119 với 102 ha. Anh em nào lấy hai cặp này thì em cặp 500 ha, em tặng thêm con trắng ha. Con trắng này tướng bự con ha, nhưng mà không bao ship nha anh em. Cứ cặp 500 mà anh em nào lấy hai cặp thì em tặng luôn con trắng nha. Không bao ship ha. Rồi. Bây giờ bắt con này là con thổ đồng ha. Con thổ đồng ha. Tướng tá hơi nhỏ con một chút. Đó thì có duyên cho anh trai ở ngã tư Miếu Ông Cù ha. Con này thì em để lại giá rất hữu nghị ha. Cho anh có duyên anh chơi thì anh cũng không phải đi mồi thôi. Con này được cái giọng lớn như cái người nó nhỏ con à. Nhưng con này bao trống à, gáy gù cũng tốt. Con này trước là cái con mà nó trong cái chuồng 100 121 nha anh em. Thôi bây giờ em sẽ bắt nó đi. Để đi gửi cho anh trai ha. Rồi, này, cái chân của nó có số 14 ha. Nên là không nhầm chim được, tại vì cái này em giao trực tiếp. Đó. Đó, số 14 ha. Máy xịn quá, đâm ra là lấy nét hơi bị dở luôn. Lấy cái nét chỗ nào cần lấy nét không lấy. Đó, số 14 ha. Rồi, bây giờ em bỏ hộp để em đi nè. Nói chung tướng tá thì nhỏ nhưng mà được cái giọng rất lớn. Giọng thổ đồng. Chim già mùa rồi. Móng. Móng dài luôn à. Rồi, bây giờ em đóng thùng em gửi đi thôi. Nãy cầm chơi chơi vậy mà cũng vuột mất con thái đen dòng mồi nữa, chán ghê luôn. Rồi, bây giờ em đóng thùng em gửi đi ha, tại em bóp hơi mạnh nó há hồng chứ không sao đâu. Con chim này về tranh là gáy liền á, bao gáy gù á. Thì con này là con trống mà nó chơi ở nhà là chơi rất dữ. Rồi bây giờ em đóng thùng đây, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha, bye bye.